đây là khoa chống nhiễm khuẩn của bệnh viện Hoàng Mai. Không có thuốc gì gọi là phòng hộ cảnh. Em cứ cười tươi thế là giúp anh được à? Rồi. Anh lại đi đâu mà anh phải truyền đạt cho người ta, anh lại giới thiệu là Bạch Mai nó như thế đấy. Đây là cái đội mà đội làm tiệt khuẩn đây. Anh đừng quay, em xin anh. Được rồi. Nhìn thấy thế là oách rồi, nhìn cho phán vào nữa rồi. Anh ơi. Đấy. Anh đừng có quay bọn em đến chết tươi. Tại sao mình đi các nơi mình quay được mà đây mình không được quay, đây nhà mình cơ mà. Quay nhé. Đấy, ở đây nó có 4 cái hệ thống autoclave sử dụng cho phòng là mổ. Đấy. Có bọn em ở ngoài không anh? À. Quay bọn em mà ngồi đấy không?